Fear Street phần 1, 1994 là phần mở đầu trong trilogy kinh dị mới nhất của Netflix. Đây là dự án chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của nhà văn người Mỹ R.L. Stine, người được coi là Stephen King của lứa tuổi thanh thiếu niên. Do hướng đến đối tượng là độc giả trẻ, những câu chuyện của R.L. Stine thường có ít các tình tiết máu me bạo lực, mà thay vào đó, ông gieo rắc nỗi sợ hãi cho người đọc qua khía cạnh tâm lý. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện này trên màn ảnh, Fear Street của Netflix được hứa hẹn là sẽ đem lại một trải nghiệm khác biệt so với nguyên tác, với sự gia tăng của độ đẫm máu. Thậm chí, phim còn được gắn mác 18+. Điều này đã khiến rất nhiều fan của thể loại kinh dị vô cùng háo hức. Ba phần phim Fear Street xoay quanh ba câu chuyện rùng rợn ở các thời điểm khác nhau trong quá khứ, 1994, 1978 và 1666. Nếu như phần 1 và phần 2 lấy cảm hứng từ hai làn sóng kinh dị slasher, thì phần 3 1966 lại được phỏng theo những cuộc săn lùng và diệt trừ phù thủy ở thế kỷ 17. Phần 1 của trilogy Fear Street 1994 xoay quanh câu chuyện về những sự kiện kinh hoàng tại thị trấn Shadyside, nơi được gọi là thủ đô của sát nhân tại nước Mỹ. Tại đây, sau khi lỡ làm phiền một thế lực cổ xưa, nhóm học sinh cấp 3 dẫn đầu bởi Tina phải chiến đấu nhằm giữ gìn mạng sống của bản thân. Được kỳ vọng là tác phẩm làm sống lại dòng phim slasher nổi tiếng của thập niên 90, liệu Fear Street có thể đáp ứng được sự chờ đợi của người xem? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Mình xin cảnh báo trước phần sau đây sẽ có nhiều chi tiết tiết lộ nội dung phim, nên nếu các bạn muốn giữ cho mình một trải nghiệm trọn vẹn nhất thì hãy cân nhắc trước khi tiếp tục video nhé! Lấy cảm hứng từ các bộ phim slasher nổi tiếng như Scream hay I Know What You Did Last Summer, Fear Street 94 tiếp tục gieo rắc cho người xem sự kinh hãi ngay từ những giây phút đầu tiên. Người xem ngay lập tức thấy được sự không bình thường từ Ryan, báo hiệu cho một điều gì đó chết chóc. Ngay sau đó, nhân vật do Maya Hawke, nữ diễn viên thủ vai Robin trong Stranger Things, bị sát hại sau một cuộc rượt đuổi trong thương xá. Đây là một cảnh cực kỳ ấn tượng, khi nó thiết lập bầu không khí vừa hài hước nhưng vẫn đáng sợ và vô cùng bạo lực cho cả phim. Ngoài ra, chi tiết này còn là sự tri ân không hề nhẹ với tác phẩm kinh điển Scream, khi ở trong cảnh mở đầu, nhân vật của Drew Barrymore cũng đã bị cho về chầu bởi Ghostface. Từ những cú slow motion, cho đến cách mà nạn nhân cố gắng kéo mặt nạ của tên hung thủ xuống, cho đến lời tựa đề ban đầu là trò chơi khăm nhưng kết thúc bằng vụ án mạng, tất cả đều rất giống với tác phẩm của đạo diễn Wes Craven. Sau đó, người xem được đến với tuyến truyện chính của phim, với câu chuyện của nhóm học sinh cấp 3 dẫn đầu bởi Tina Johnson. Tina và em trai của cô, Josh, sinh sống ở thị trấn Shadyside, nơi mà truyền thông gọi là thủ đô của những kẻ sát nhân. Tina vừa chia tay Sam, người mới chuyển sang thị trấn Sunnyvale giàu có và sung túc, nơi đối lập hoàn toàn với Shadyside. Tại đây, người xem có thể thấy được sự tương phản giữa hai cộng đồng Shadyside và Sunnyvale ngay từ cái tên, cho đến trang phục mà họ khoác lên người. Shadyside được biết đến là cái nôi của những sự việc quái gở, chính vì thế họ bị các cư dân của Sunnyvale dè bỉu và chế nhạo. Và chính sự thù địch này đã dẫn đến việc Sam làm xáo trộn mộ của Sarah Fear, mở đầu cho những sự kiện quái gở sau đó. Điều đầu tiên mà Fear Street 1994 làm tốt, đó là việc nó đã tái hiện một cách chân thực không khí và bối cảnh những năm 90 tại Mỹ. Từ những hiệu sách, điện thoại cố định, cho đến chương trình nhắn tin nhanh của AOL, tất cả đều mang đến cảm giác hoài niệm. Tương tự, các bản nhạc nổi tiếng của The Pixies và Radiohead hay những ánh đèn neon trong phân cảnh mở đầu cũng góp phần đưa người xem về khoảng thời gian cuối thế kỷ 20. So với các tác phẩm tiền nhiệm như Scream, The Faculty hay I Know What You Did Last Summer, Fear Street 1994 mang một màu sắc nhẹ nhàng và tươi sáng hơn. Người xem có thể dễ dàng thư giãn khi các chi tiết gây cười được thêm thắt giải rác trong suốt thời lượng gần 2 tiếng. Tiếp đến, phần hình ảnh được chăm chút với những tông màu tối và tương phản. Trong những phân cảnh hồi hộp, các ánh tím đỏ hoặc xanh được sử dụng để đóng góp cho không khí của phim. Về phần máy quay, Fear Street 94 khá tiết chế trong việc sử dụng các cú máy rung lắc cũng như các cú máy từ điểm nhìn của kẻ sát nhân. Điều này khiến tổng thể của phim khá tĩnh, đặc biệt là trong hai hồi đầu. Những phân cảnh kinh dị và máu me dù không nhiều, nhưng nó đủ để gây ám ảnh cho người xem, đặc biệt là trong hồi 3. Ngoài ra, Fear Street 94 còn có khá nhiều liên hệ với các tác phẩm kinh điển cùng thể loại kinh dị nổi tiếng trong những thập niên trước. Những bộ phim kinh dị nổi tiếng được nhắc đến trong các cuộc nói chuyện của các nhân vật có thể kể đến như Poltergeist hay Dawn of the Dead. Tiếp đến, dù cách tiếp cận của bộ phim không có gì quá mới lạ, vẫn là một câu chuyện về một nhóm học sinh cấp 3 với những vấn đề của tuổi mới lớn. Kèm theo đó, những khuôn mẫu nhân vật của dòng phim kinh dị vẫn được Fear Street duy trì, một nhân vật mọt sách đam mê các truyền thuyết đô thị, một cây hài và một nhân vật cục tạ của nhóm. Thế nhưng, phim đã kết hợp và thay đổi những khuôn mẫu này một cách cực kỳ tinh tế. Trong số họ, nhân vật Josh nổi bật lên như một bổ sung đáng giá cho tổng thể của phim. Theo mình, đây là nhân vật thú vị nhất khi cậu là nguồn thông tin đáng tin cậy
với sự am hiểu sâu sắc về lịch sử của Shadyside cũng như phương pháp xuống tay của các kẻ giết người hàng loạt. Ngoài ra, thay vì bị động trốn khỏi kẻ giết người như trong những tác phẩm slasher trước đây, nhóm của Dina chủ động bẫy và xử đẹp chúng. Hơn thế, cũng không có nhân vật nào trong tuyến truyện chính tiêu tùng trong những phút đầu tiên như các tác phẩm đi trước. Và dù mở đầu là một bộ phim slasher, nhưng khi phim diễn tiến, nó lại biến thành một tác phẩm mang hơi hướng kỳ ảo và tâm linh, với sự xuất hiện của cả yếu tố phù thủy. Nếu như đặc điểm của dòng phim slasher là những phân đoạn đẫm máu, còn những dòng phim về tâm linh hay phù thủy nổi bật với các phân đoạn jump scare, thì Fear Street 94 đã vay mượn mỗi bên một ít, nhưng không bên nào là thật sự tròn trịa. Những phân đoạn jump scare được sử dụng khá ít, chủ yếu là để lấy lại nhịp độ căng thẳng cho người xem sau những phân đoạn giải trí. Chính vì vậy mà sẽ khá là khó để phim có thể chiều lòng khán giả một cách thật sự trọn vẹn. Điểm nổi bật tiếp theo của Fear Street 94 đó là sự chặt chẽ trong các tình tiết. Đây thật sự là điều hiếm thấy ở một bộ phim kinh dị. Dù là qua lời kể của Josh, qua những mảnh giấy báo nhầu nát hay qua hành động của tên sát nhân đeo mặt nạ thì gần như tất cả các chi tiết đều không hề thừa thãi và chúng đều đóng góp ít nhiều cho diễn biến câu chuyện. Ví dụ như chi tiết Kate và Simon đều là những kẻ buôn thuốc, đây chính là chìa khóa cho kế hoạch qua mặt kẻ sát nhân của nhóm Dina. Tiếp đến, sự liền mạch trong các tình tiết giúp người xem có thể tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng mà không hề bị khựng lại khi suy nghĩ. Đặc biệt là ở hồi 3, khi tình trạng về sự an nguy của các nhân vật liên tục thay đổi và những chi tiết mới liên tục xuất hiện. Tại đây, người xem dần dần được thấy sự cô độc của nhóm Dina trong việc đối đầu với thế lực hắc ám, khi các bậc phụ huynh gần như không hề xuất hiện, còn vai trò của cảnh sát thì cũng vô cùng mờ nhạt. Tuy vậy, Fear Street 94 lại giảm nhẹ các tình tiết kinh dị. Điều này dễ khiến cho những người đang mong chờ một trải nghiệm đẫm máu phải hụt hẫng. Nếu ai đã xem phim, thì trước khi bước vào hồi 3, có lẽ các bạn sẽ không cảm nhận được bất kỳ một mối đe dọa thật sự nào với các nhân vật chính. Sự dồn dập trong phần mở đầu đã không còn được duy trì. Ngược lại, phim tập trung vào việc tạo ra một bầu không khí thư giãn nhằm gắn kết các nhân vật với nhau. Việc dành nhiều thời gian xây dựng sự kết nối giữa các nhân vật cũng mang lại quả ngọt, nhất là ở cuối phim, khi họ lần lượt rơi vào thế hiểm nguy và phải đối diện với tử thần. Tất nhiên, Fear Street 94 vẫn là một bộ với nhiều nhược điểm. Đầu tiên, thế lực phản diện của phim là một dấu hỏi. Vì là cả một đội quân, nên biên kịch và đạo diễn đã không thể đầu tư chỉn chu cho từng người. Tất cả những xác chết hồi sinh này, dù được giới thiệu qua khá hoành tráng, thì đều chỉ hoạt động như những cỗ máy và sự khác biệt duy nhất đó là các món vũ khí mà chúng sử dụng. Ngay cả nhân vật mụ phù thủy Sarah Fear cũng không có động cơ và mục đích rõ ràng, chỉ biết rằng mụ có vẻ có khả năng hồi sinh người chết với ví dụ điển hình là Ryan Torres. Theo những diễn biến của bộ phim, người xem được biết rằng Sarah Fear đã cảm thấy tức giận sau khi Sam làm xáo trộn nơi an nghỉ của mụ. Tuy vậy, liệu đây có phải là lý do thật sự khiến các sự việc kinh hoàng xảy ra tại Shadyside? Rõ ràng là các sự kiện đó diễn ra với một chu kỳ không đều nhau, mà nếu ai đen đủi cứ tái máy vào mộ của Sarah thì đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Thế nhưng, đây mới chỉ là phần 1 trong chuỗi 3 phim. Dựa vào chi tiết ở cuối, người xem hoàn toàn có thể chờ đợi vào sự trở lại lợi hại hơn của Sarah Fear khi có vẻ mụ ta đã và đang tạo ra một đội quân xác sống. Ngoài ra, dù đã sở hữu một mạch truyện khá logic, Fear Street 94 vẫn còn một vài vấn đề khác. Ví dụ như chi tiết phản đối mối quan hệ đồng giới của mẹ Sam được đưa vào một cách nửa vời. Và nếu không có thì cũng chẳng sao. Hay ở cuối phim, nếu như Sarah có thể chiếm được cơ thể của Sam một cách dễ dàng, thì làm sao mà mụ ta cứ phải mất công cử một binh đoàn đến đoạt mạng cô gái này làm gì? Nhìn chung, Fear Street 94 là một tác phẩm dễ chơi, dễ trúng thưởng. Nó biết cách tri ân những người tiền nhiệm, biết cách gây dựng sự hồi hộp và níu giữ sự chú ý của khán giả từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, do yếu tố kinh dị được trộn lẫn giữa hai tiểu thể loại là slasher và tâm linh, nên những ai mong chờ được thấy hậu duệ của những Jason Voorhees hay Michael Myers ắt hẳn sẽ cảm thấy thất vọng ít nhiều. Ngoài ra, phim có nhiều chi tiết gợi mở câu chuyện rộng hơn như sự thật đằng sau Sarah Fear, cảnh sát trưởng Nick Good hay nhân vật nữ hoàng bóng đêm, người bạn online của Josh. Do đó, phim cũng làm tốt việc đặt nền móng cho những hậu truyện bằng cách khơi gợi trí tò mò của người xem. Cuối cùng, để kết thúc video, nếu như các bạn đang cân nhắc thưởng thức Fear Street 94, thì hãy tiếp cận phim với tâm thế thoải mái nhất, chứ đừng mong chờ một tác phẩm đột phá của thể loại kinh dị. Và nếu bạn thích Fear Street 94, khả năng cao là bạn cũng sẽ thích hai phần còn lại đấy. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.